Lấy phương châm khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần tự quản trong nhân dân, những năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, góp phần xây dựng nét sống văn minh hiện đại trên từng góc phố. Những buổi tổng dọn vệ sinh như thế này đã trở thành nếp sinh hoạt định kỳ tại những vùng nông thôn Hòa Vang. Hưởng ứng của vận động do mặt trận phát động, bà con tích cực triển khai nhiều mô hình như hộ gia đình đoàn kết phát triển 2 cộng 1, thôn nông thôn mới kiểu mẫu 40, vườn hồ xanh sạch đẹp. Tất cả góp phần tạo nên những gam màu tươi sắc cho bức tranh nông thôn mới. Xây dựng cái nông thôn mới nên thường xuyên thì tham gia đến ngày chủ nhật thì tham gia vệ sinh quét đường xá sạch sẽ để xây dựng một cái nông thôn mới, đường xá khang trang sạch đẹp cho nhân dân chúng ta cũng được hưởng ứng. Còn đây là mô hình thùng rác môi trường tại khu dân cư số 3 Phàng Lăng, quận Thanh Khê. Ban công tác mặt trận đã đến từng ngõ gõ cửa từng nhà để vận động người dân tham gia, thay thế những thùng xốp nhét nhát, mất mỹ quan đô thị bằng những thùng rác theo một quy cách. Để làm sao đầu bây giờ dân tự quản lý, thùng rác có tên có tên số nhà đồng hồ, dân tự quản lý. Như vậy rõ ràng là kết quả của cái mặt trận vận động toàn dân là cái xây dựng đời sống văn hóa khu khu dân cư á thì rõ ràng là ở đây có hiệu quả rất lớn khéo léo lồng ghép năm nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn khu dân cư mặt trận các cấp xác định công tác tuyên truyền không chỉ là nói suông mà cần giúp người dân nhận thức rõ được hiệu quả từ cuộc vận động nhiệm vụ của ban công tác mặt trận làm như thế nào để đưa được cái cuộc vận động của mặt trận đánh được người dân muốn đưa được thì làm như để cho người dân hiểu được thấy rằng tất cả những các cuộc hoạt động của mặt trận đưa ra đều là về dân, vì cuộc sống của thành phố, vì người dân là chính. Muốn vậy, ban công tác mặt trận là một bộ phận của mặt trận sát thực nhất gần dân, từ dân mà ra. Cho nên muốn được dân hiểu trước hết phải hành động. Mình nói ít, vừa nói nhưng mà phải vừa làm. Với sự nỗ lực tận tụy của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên 56 phường xã và gần 1.300 khu dân cư, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi từ nhận thức đến hành vi cho người dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 85%, tổ thôn văn hóa đạt 76%, chính là quả ngọt cho sự nỗ lực tuyên truyền của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở.